Đây là Li Minh, công nhân nhà máy tại Trung Quốc đang học cách đi lại sau 2 năm bị tra tấn nghiêm trọng trong trại lao động Trung Quốc. Bạn có thể chưa từng nghe nói về anh ấy trước đây, một câu chuyện chấn động về anh và 5 người bạn của anh ấy đã làm họ mãi lưu danh đến ngày hôm nay. Đầu năm 2002, ở Trường Xuân, Đông Bắc Trung Quốc, một nhóm gồm 6 học viên Pháp Luân Công bí mật tập trung lại để thảo luận về nhiệm vụ quan trọng, một nhiệm vụ giữa sự sống hoặc cái chết. Nhóm dự định sẽ chèn sóng truyền hình của chế độ chuyên chế nhất trên trái đất, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục tiêu của họ là vạch trần một trong những thứ nguy hiểm nhất, những lời nói dối được nhà nước tuyên truyền trong lịch sử Trung Quốc, một lời nói dối được sử dụng để biện minh cho cuộc bức hại hàng triệu người. Đây là nhóm người bình thường nhưng khác biệt nhất của Trung Quốc, liên tục đối mặt với nguy cơ bị bắt. Họ trèo lên và xuống cột điện dưới màn đêm. Họ lập bản đồ hệ thống dây cáp chung quanh thành phố. Họ đã học cách lắp đặt cáp để phát các chương trình từ một máy nghe nhạc rẻ tiền. Không ai trong số họ qua đào tạo chính thức. Cơ hội thành công là rất nhỏ. Sinh mệnh của họ đang gặp nguy hiểm. Điều gì khiến họ vẫn tiếp tục? Khi những người cộng sản chiếm Trung Quốc vào năm 1949, họ đã dành nhiều thập kỷ để diệt trừ văn hóa Trung Hoa, di sản và tư tưởng truyền thống Trung Quốc, cùng với mục đích thay thế chúng bằng chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa cộng sản. Khi môn tập Pháp Luân Công được giới thiệu với công chúng ở đó, đã tạo ra được sự chấn động ngay lập tức. Không chỉ là sự mở rộng của di sản văn hóa Trung Quốc, là một phương pháp tu hành bắt nguồn từ Phật gia, vì lợi ích của việc tập Pháp Luân Công đối với sức khỏe con người, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, 100 triệu người đã theo học. Nhưng sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định sẽ cố gắng để hoàn toàn tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng chưa đầy 3 tháng, sử dụng mọi biện pháp và phương thức cần thiết. Đột nhiên, các học viên bị bắt với số lượng lớn. Nhà tù đã quá tải. Sân vận động và khách sạn được sử dụng làm trung tâm giam giữ. Tội phạm được thả để có chỗ cho người tập luyện Pháp Luân Công. Các báo cáo về việc tra tấn học viên để từ bỏ ý thức của họ lan truyền rộng trên toàn Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh đốt sách trên khắp Trung Quốc, đột nhập vào nhà học viên và nhà xuất bản để phá hủy bất kỳ tài liệu hướng dẫn nào. Các doanh nghiệp nhà nước, trường học, văn phòng chính phủ bắt đầu các buổi cải tạo bắt buộc để thúc đẩy tư tưởng cộng sản và diệt trừ tận gốc Pháp Luân Công. Những người đã từng được tôn trọng nhất trong xã hội nay phải bị khinh thường. Cuốn sách từng bán chạy nhất quốc gia nay lại bị đốt cháy hàng triệu bản. Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn vô nhân tính đối với môn tu luyện này, vu khống dối trá tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một năm rưỡi sau cuộc đàn áp, bạo lực, các học viên vẫn còn kiên định và đức tin của mình. Tuyên truyền chính thức không thành công đối với người Trung Quốc thông thường. Hầu hết mọi người trên khắp Trung Quốc đều biết môn tập này rất có lợi và rất tốt. Mọi người vẫn nghi ngờ về bản chất dã man, chiến dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một cuộc tranh luận sôi nổi đã leo thang trong giới lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc để tìm cách khiến công chúng và phần còn lại của thế giới ủng hộ họ trong cuộc bức hại này. Làm thế nào để mọi người xa lánh Pháp Luân Công và mất niềm tin vào đó? Họ cần một sự kiện có thể gây ra tác động về mặt cảm xúc. Vào tháng 1 năm 2001, một báo cáo gây sốc bắt đầu phát sóng một cách hung ác trên toàn đất nước, tuyên bố rằng một nhóm học viên Pháp Luân Công đã tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, rằng họ cố gắng tự tử vì lý do tín ngưỡng.
phóng viên phương Tây nhanh chóng phát hiện ra rằng những nạn nhân này không phải học viên. Và vụ việc là do Đảng Cộng sản Trung Quốc dàn xếp, nhưng bên trong Trung Quốc, nó đã làm mưa làm gió trên các phương tiện truyền thông chính thức, không ngừng đưa tin về những thức phim kinh hoàng và câu chuyện khủng khiếp. Không ai thoát khỏi sau chiến dịch. Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn xâm nhập vào những nhóm dễ bị tổn thương nhất và truyền bá cho hàng triệu trẻ em ở các trường tiểu học, đưa tuyên truyền vào trong sách giáo khoa, dạy các em ghét bỏ Pháp Luân Công. Các nguồn tài chính được sử dụng để đối phó với Pháp Luân Công đã vượt quá chi phí cho một cuộc chiến tranh. Mọi người bắt đầu xa lánh Pháp Luân Công, thậm chí còn khinh thường. Đây là bước ngoặt chiến dịch tàn bạo đạt được. Khi cảnh sát và lãnh đạo trại lao động mất hết kiềm chế trong việc tra tấn và giết hại học viên Pháp Luân Công, đối với hàng triệu học viên tu luyện Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc, dường như vào thời điểm này mọi hy vọng đã tan biến. Ở chính bối cảnh này, một nhóm gồm 6 người công dân Trung Quốc phi thường đã dũng cảm làm một điều bất khả thi. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2002, cả đội tản ra trong màn đêm để thực hiện nhiệm vụ. Đêm đó, thông qua 8 kênh phát sóng ở Trường Xuân, hàng triệu người đã sững sờ trước TV. Cả đội đã hoàn thành nhiệm vụ. Chương trình tiết lộ sự thật được phát sóng trong 50 phút đã vạch trần sự đối trá của chính quyền về vụ tự thiêu và cũng cho thấy sự ủng hộ Pháp Luân Công trên toàn thế giới. Rất nhiều người dân Trường Xuân nghĩ rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã đi đến hồi kết. Mọi người tụ họp lại trên phố để ăn mừng và chúc mừng hàng xóm Pháp Luân Công của họ. Cuối cùng thì cơn ác mộng đã chấm dứt. Nhưng việc chúc mừng không kéo dài lâu. Hành động dưới lệnh trực tiếp của lãnh đạo Trung Cộng Giang Trạch Dân giết hại học viên Pháp Luân Công không thương tiếc, chính quyền Trung Quốc đổ xuống đường Trường Xuân với sự thù hận chưa từng thấy. Lý Minh cùng 5 người bạn của anh đã bị bắt giam và tù. Lý Minh đã bị tra tấn đến mức cột sống của anh biến dạng. Anh gần như không thể đi lại. Trong những tháng sau đó, rất nhiều cuộc chèn sóng và radio của Trung Cộng được thực hiện tại các thành phố khác quanh Trung Quốc. Hầu hết được truyền cảm hứng từ sự kiện này, một nhóm học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ đã tạo ra công nghệ cho phép hàng triệu người ở Trung Quốc phá bỏ tường lửa Internet do Trung Cộng kiểm soát. Những công cụ này cũng được sử dụng để thách thức các chế độ áp bức trên toàn thế giới, gồm cả Miến Điện và Iran. Nó đã đóng một vai trò quan trọng trong mùa xuân Ả Rập. Ngày nay, những công cụ này là một chìa khóa cho tự do kiểm duyệt và tuyên truyền trong các chế độ đàn áp khắp thế giới. Trong lịch sử, những tội ác khủng khiếp nhất chống lại loài người, tội ác diệt chủng, đã được tiếp nối và thậm chí thúc đẩy bởi tuyên truyền của nhà nước. Nó là vũ khí mạnh nhất để huy động toàn bộ xã hội chống lại một nhóm người dễ bị tổn thương. Nạn nhân không bao giờ có thể phản kháng lại những tuyên truyền và thông báo với quy mô ngang bằng kẻ đang bức hại họ cho đến thời điểm này. Tưởng nhớ các thành viên của đội phát thanh truyền hình Pháp Luân Công, những người đã hy sinh mạng sống để đổi lấy 50 phút sự thật dành tới hàng triệu đồng bào của họ.